thân mến chào toàn thể quý anh em và bà con cô bác đã quay lại kênh của máy Nhật Bãi Long An. Đầu clip em cũng xin chúc tất cả quý anh em và bà con cô bác luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi, hôm nay là ngày 24 tháng 10 thì bắt đầu em tiến hành lên một số dòng máy Nhật Bãi cho anh em nha. Hôm nay em lên gồm có ba cái máy hệ, mà ba cái máy đều đẹp lắm nha anh em. Rồi thì không làm mất thời gian, bắt đầu em sẽ quay vào chi tiết máy đầu tiên nha. Đây là máy Mitsubishi GM132 nha anh em. Xin lỗi, GM82 nha. Công suất là 2,5 người, tua là 4.000 vòng trên phút. Đó, bắt đầu quay chi tiết anh em thấy vẻ đẹp của áo nha. Ốc chì còn nguyên luôn nè, tất cả còn nguyên hết, có xăng còn rất là mới luôn. Rồi em sẽ quay qua bên này cho anh em xem. Đó, còn chân đế nữa, ốc còn vàng khè luôn nha anh em, ốc nồng còn vàng khè luôn. Đây bô nè, lớp bô anh em thấy nha, chưa có gỉ miếng nào nha, còn rất mới. Áo bô zin, bộ lon ốc ram còn luôn, rất đẹp anh em ơi. Đây hai ốc bùi sông bô long lanh 7 màu. Đó, máy này là cốt thẳng tôi nhanh nha anh em, cốt tôi quét là 16 ly, tính cái bu ly mà nó còn 7 màu luôn nè. Ốc ác con nào dương nấy nha, vàng thật vàng khè hết luôn, xuất sắc. Cái máy xuất sắc nha anh em, GM82 thì công suất của nó là 2,4 nha, mà cái mặt trước nó để là 2,5 người, nó có đóng mọc nổi là mất in da băng ở phía sau nha anh em. Con máy này là quá đẹp, vàng khè luôn. Đặc biệt áo bô còn như thinh nè, nó cũng có cắn nhưng mà nó không phải bị cháy nha. Cái này là bị máy đè lên áo đó. Quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem, chỗ nào cũng đẹp hết nha. Rồi em sẽ tiến hành thích lỗ cho anh em nghe tiếng máy cái luôn. Rồi thì lên ga bấm nghe lại nè, anh em thấy dây giật không, rất là mới đó. Đã anh em, thấy cái báo xăng nè, báo xăng mới tinh nha, à báo xăng nè, nó chưa chạy luôn. Rồi thì máy em đã quay chi tiết kiểm tra test ngon lành hết rồi cho anh em cùng xem hết rồi nha. Đây là mã số 340, bao phí ship là 2,7 triệu nha anh em. Dòng Mitsubishi máy nằm ô quay cò nằm nha, máy quá xuất sắc. Rồi hôm nay thì em lên cũng là cái máy này, cũng là đời này thì nó gắt sới nè anh em, nhưng mà đời này thì mình chạy xuồng ghe hay là kéo nén rửa xe vẫn ok nha. Máy này cũng rất là đẹp, để bắt đầu vào chi tiết quay cho anh em xem. Máy này là Yanma GA160 nha. Đó, anh em thấy không, ốc cũng vàng luôn nè. Công suất máy này là 5,8 nha anh em, hầu như là áo bóng ngờ chưa chạy luôn, thùng để chạy đầy đủ hết. Đó, máy quá đẹp. Máy này thì đầu nồng ở trong này vẫn còn thấy 7 màu nha. Máy kia nó này, quay cho anh em xem. Hai chân ma đóng trên hộp mũ. Đó, anh em thấy không? 7 màu luôn. Ốc đầu nồng, máy không chạy còn nhiêu luôn. Vì gì? Máy này là cốt chuyền tôi chậm nha anh em, cốt lâu hết là 20 ly nha. Đó, ốc gam bô được chưa cháy luôn, quá xuất sắc. Rồi, quay cho anh em gần gần cho anh em thấy nha.
lon ốc tán rồi của nó còn dàn kè chặt thật luôn đó anh em nè, thấy cái báo xăng nè, báo xăng vẫn còn hoạt động, vẫn còn mới luôn. Lắp Yanma GA160 nha, công suất máy này là 5 ngựa 8 nha anh em, 5 ngựa 8 cốt chuyền lâu quá 20 ly đó, xăng nè, xăng này quá ok luôn, quá tinh luôn ha anh em. Máy này là đời rất sới, hệ thống là bô nằm phía sau đó. Hôm nay thì không có thời gian, em lựa ba cái máy em tiễn quay lên chia sẻ với anh em, rồi bây giờ em sẽ test nổ cho anh em cùng nghe tiếng máy nha. Này là nó xài ra dây nè, mình có khóa con ốc lại là mình kéo ra đây được nha, giờ em chỉ nhấp ra cái được rồi đó. Chạy ok á, số 341, bao phí ship về cho anh em là 3.200.000 nha. Đó, Yanma GA160, thương hiệu nổi tiếng của dòng Yanma luôn. Rồi, tiếp theo là cái máy cuối cùng. Máy này là quá xuất sắc, quá đỉnh luôn anh em ơi. Đỉnh của chớp là máy này đây. Giờ cho em xin giới thiệu là máy này là Mitsubishi GM231 nha. Đây, em quay cáo cho anh em thấy. Đó, anh em thấy bóng ngờ từng con ốc, từng cái độ bóng luôn, dàn kè long lanh nha. GM231, công suất của máy này là 7 ngựa nha anh em. Dòng Mitsu cọ thép mà 7 ngựa. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Quá mới luôn. Tạp dịch. Bô lửa. Thùng này em lên mới nha, tới về nó thiếu thùng nha anh em. Lên cái thùng luôn. Đó, anh em thấy phía trước nó mới mà anh em nhìn bên này nó còn mới đi. Đó, tem xuất xưởng mã vạch còn nha anh em. Kỳ luôn. Đây, mắt tinh gia băng có đóng mặt nổi luôn. Quá đẹp. Anh em thấy bình xăng con nè. Hai ốc này chưa mở nha, em gáp cái bình xăng lớn lên rồi là em dịp chạy luôn nha. Đó. Thập cò nè. Quá sáng luôn. Nhặt đúng quá. Đó anh em thấy ốc bugi trống không? 7 màu luôn nè, ốc đầu nồng nè. Còn anh em thấy cái bô nè. Đó. Thanh luôn, không tì vết luôn nha. Bên ngoài cũng vậy luôn. Bô 231 có đóng nha anh em. Đó, GM 231 em quay gần gần cho xem nè. Ốc nè, chưa có cháy cái đâu chứ. Còn quá đẹp luôn. À, phía sau nè, bô nè, dàn kè luôn. Còn ốc thì long lanh là con ốc. Dòng Mitsu hệ nó có một con ốc này nha anh em. Một con ốc này là không phải ốc số 7 nha. Đó, toàn bộ xung quanh đều là ốc vàng kè luôn. Rất kỳ đẹp. Đó, máy này thêm lên bình xăng mới. Đó, quá xuất sắc cái máy này. Quá đỉnh luôn. Đó, này, anh em nhìn thấy cái bô e và cái bô lửa không là biết máy nó mới cỡ nào, ít xài cỡ nào. Hộp sọ giật nè, hộp sọ giật nè. Bộ lon ốc luôn. Quá xuất sắc luôn. Rồi, bây giờ em tiến hành em tích nổ cho anh em bà con cô bác mình nghe nha. Máy này đời cũng trước đó, nó cũng chắc cũng vậy. Gần sớ cái gì nè, nó là e nhất. Nhưng mà đặc biệt là cái nắp này là nó còn dính đây là hiếm nha. Thường đó, nó cũng có cái cổ này mà cái nắp này rất là tiêu.
cái máy này còn cái nắp luôn, còn ở dưới nè. Anh em về mà muốn xài mà e nhớt đổ thì miếng nhớt mới ở dưới đây cho nó dính miếng và nó hút bụi cực kỳ ngon luôn. Rồi bây giờ em tiến hành em test nổ cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Rồi. Đây em có lên công tắc cho anh em luôn ha. Đây mình nhắn vô công tắc kim luôn nha. Này chỉ có cái thùng mới thôi chứ xăng của mình. Cực kỳ ngon. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái bao tay để có cái độ bám, em sẽ lắc một cái cho anh em xem cái máy ha. Đây. Để guarantee lắc cho anh em xem luôn. Ok ha. Lắc nhẹ chạy đó, anh em thấy cái độ mới kinh khủng không, khô nè, gam từ trong ra ngoài luôn. Như là máy nào quá xuất sắc, máy này đều zin hết nha anh em, chỉ ngoài một cái thùng ha. Cái thùng này là em mua thùng mới nha anh em, để gắp lên để chứa xăng cho anh em còn hoạt động. Máy này mà được cái thùng zin nữa chắc trời ơi nó đã gì đâu á. Rồi máy này là mã số 342, bao phí ship về 8 triệu nha anh em. Đó, 8 triệu. Rồi hôm nay thì em có lên được 3 cái máy. Thì kết thúc video thì em cũng xin chúc bà con cô bác mình được nhiều sức khỏe nha. Hẹn anh em và bà con cô bác vào video tiếp theo. Xin chào.